Tỏi mọc mầm, khắc tinh của bệnh ung thư. Tỏi mọc mầm không chỉ chứa nhiều dinh dưỡng và có công dụng rất tốt cho sức khỏe. Sản phẩm này còn sản sinh các hóa chất thực vật có thể hạn chế sự lây lan của một số loại ung thư. Tỏi tươi để lâu ngày trong môi trường ẩm thấp sẽ khiến củ tỏi mọc mầm. Mầm tỏi cũng như những mầm của những loại rau củ khác có màu hơi sậm. Hình dáng mầm tỏi tương đối giống mầm của củ hành. Mọi người đều biết nhiều thực phẩm mọc mầm rất nguy hiểm vì sẽ sản sinh những chất độc hại. Và trước đây, tỏi mọc mầm cũng thường được cho là thực phẩm hỏng và phải bỏ đi. Tuy nhiên, ngày nay các nhà khoa học cho rằng đó là một sự hiểu lầm, bởi tỏi mọc mầm không chỉ vô hại mà còn được coi là thần dược đối với sức khỏe của mỗi chúng ta. Trong đông y, tỏi có vị cay, tính ấm, hơi có độc, vào hai kinh can, vị. Người ta có thể sử dụng tỏi kết hợp với một số loại thuốc để hỗ trợ điều trị ung thư. Hoặc cũng có thể dùng tỏi giã nát ngâm với rượu, uống nửa đến một chén vào mỗi buổi sáng để phòng chống ung thư, giảm mỡ máu, hạ huyết áp. Với tỏi mọc mầm, người ta ngâm trong rượu, trong giấm hoặc xay, giã, ăn sống trực tiếp. Trong những thập niên gần đây, cùng với sự phát triển của hai loại bệnh tim mạch và ung thư, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tỏi mọc mầm có khả năng chống oxy hóa, chống đột biến tế bào, hạ độ mỡ trong máu và làm giảm nguy cơ máu đông, cũng như khắc tinh của căn bệnh ung thư. Bởi vì tỏi có hoạt chất chống oxy hóa mạnh và là vị thuốc tự nhiên phòng chống các căn bệnh nguy hiểm. Các nghiên cứu đã cho thấy thực vật rất nhạy cảm với việc bị vi khuẩn, virus và côn trùng tấn công trong quá trình nảy mầm. Vì thế, trong quá trình này, tỏi sẽ sản sinh ra một hợp chất được gọi là phytoalasin để giúp bảo vệ trong mầm cây, chống lại các điều kiện môi trường. Hợp chất này tuy có hại đối với các sinh vật, côn trùng, nhưng lại rất có lợi cho sức khỏe con người. Hợp chất phytoalasin tăng rất mạnh khi tỏi bắt đầu nảy mầm. Khi ăn tỏi nảy mầm, hợp chất này sẽ giúp hỗ trợ sức đề kháng, tăng khả năng ức chế các loại virus, vi khuẩn và các tế bào gốc tự do có hại cho cơ thể. Ngoài ra, trong giai đoạn này thì hàm lượng allicin có thể đã được tổng hợp từ hai thành phần sẵn có trong tỏi là alin và enzyme alinase. Trong khi đó, allicin là một chất đã được rất nhiều công bố khoa học trên thế giới và trong nước chứng minh có hoạt tính sinh học quý giá, giúp cho cơ thể chống lại được nhiều căn bệnh, kể cả một số dòng tế bào ung thư. Theo các nhà khoa học, trong tỏi thường có ba hóa chất chính là allicin, lialin sulfate và azoin. Trong đó, allicin là hoạt chất quý nhất và quan trọng bậc nhất của tỏi, nhưng chúng không có sẵn. Tuy nhiên, khi được cắt mỏng hoặc đập dập hoặc dưới sự xúc tác của men alinase, chất alin có sẵn trong tỏi sẽ tự tổng hợp thành allicin. Nhưng allicin dễ mất hoạt tính sau khi được hình thành và càng để lâu càng mất hoạt tính. Bên cạnh đó, allicin có một số dược tính có lợi mà giúp cho cơ thể có khả năng tăng cường đáp ứng lại một số bệnh. Đặc biệt, các nghiên cứu y học gần đây cũng đã công bố allicin có khả năng chống viêm nhiễm, tăng cường hoạt tính của các tế bào trong quá trình thực bào, tăng cường hoạt tính của các tế bào chết đi tự nhiên, ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh, ức chế sự phát triển của những tế bào ung thư. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Hóa thực phẩm cũng cho biết những củ tỏi đã mọc mầm 5 ngày có hoạt tính chống oxy hóa, tốt cho tim, cao hơn tỏi tươi. Tỏi mọc mầm cũng đẩy mạnh hoạt động của enzyme và ngăn chặn các hoạt động dẫn đến sự hình thành mảng bám, tác nhân quan trọng dẫn đến bệnh tắc nghẽn tim, bảo vệ cơ thể khỏi các cơn đau tim. Ngoài ra, tỏi mọc mầm còn cung cấp lượng phong phú chất azoin. Chất này giúp ngăn ngừa sự hình thành của các cục máu đông. Ngoài ra, chất nitrit trong tỏi giúp làm giãn nở động mạch. Cả hai chất hoạt động song song giúp chống lại sự hình thành của các cơn đột quỵ.